Du lịch nước ngoài không cần visa mà giá chỉ như du lịch trong nước thì bạn có đi không? Đặc biệt hơn nữa, tất cả các tour đều là chọn gói từ chi phí ăn ở, vé máy bay khứ hồi, vé tham quan đến hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp dẫn đoàn từ Việt Nam thì quá là tuyệt vời phải không nào? Cùng điểm danh những tour du lịch nước ngoài không cần visa đang làm mưa làm gió nhé! Top 1 thuộc về chùm tour Thái Lan vô cùng hạt rẻ với chặng Bangkok, Pattaya 5 ngày 4 đêm, 5.990.000 đồng. Hoặc bạn có thể lựa chọn khám phá thiên đường biển đảo Phuket, Phi Phi 4 ngày 3 đêm, hay trải nghiệm không gian nghệ thuật tại Chiang Mai, Chiang Rai 5 ngày 4 đêm, chỉ từ 10.490.000 đồng. Top 2 phải kể đến hòn đảo xinh đẹp Bali của Indonesia, tour chọn gói 5 ngày 4 đêm, 11.990.000 đồng. Top 3, Singapore 4 ngày 3 đêm, 10.290.000 đồng. Và nếu bạn muốn chuyến du lịch của mình không chỉ đơn giản là du lịch mà còn làm đẹp cả hộ chiếu nữa thì hãy tham khảo ngay chùm tour một hành trình hai quốc gia tại Egypt4U. Singapore, Malaysia 4 ngày 3 đêm, 8.990.000 đồng và Singapore, Malaysia 5 ngày 4 đêm, 9.990.000 đồng. Cuối cùng, dành cho những ai yêu thích Indonesia, Egypt4U còn có tour khám phá 3 quốc gia Singapore, Malaysia, Indonesia 5 ngày 4 đêm, 11.990.000 đồng. Du lịch nước ngoài chưa bao giờ dễ đến thế. Đặt tour tại Egypt4U để nhận ngay ưu đãi vô cùng giá trị. Egypt4U, ứng dụng săn vé máy bay, tour du lịch giá tốt.